Hello, xin các bạn, mình tên là Phai KK. Nếu các bạn đã coi video này á, các bạn hãy tại sao mình có con này, ok? Let's go. Ok, hôm nay mình sẽ có một con bà đốc của dòng Rajasthan. Con này con là thứ hai của mình. Con mà Rajasthan đầu tiên của mình đó là con Vegeta Nero á, mình sẽ để trên đây nè, đó, bên đây nè. Đó. Các bạn cũng chậm coi. Hôm nay mình thử chơi dòng 2D thử coi nhìn nó khác biệt gì cái dòng khác không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô Biro and Spot nha. Let's go. Trời ơi, Valentine. Trời ơi, đẹp. Đầu tiên mình chơi con 2D này luôn á. Đó. Mở làm sao cho nó quý tộc để nó không bị gắt. Mình nghĩ mình bỏ heo luôn bên này luôn đi. Đó. Tôi xin nhiều con kéo nữa. Ồ, còn dưới đây. Đó. 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 Con cái cờ nó như vậy nè. Các bạn có thể thấy không, cái hộp á nó rất là đẹp, cái hộp trang trí á. Nếu như các bạn á, nè, giống như con figure này nè, đó, nếu như các bạn mà không muốn để nó ở ngoài á, các bạn có thể để nó trong đây, nhìn nó cũng rất là đẹp nha. Các bạn bỏ một con figure nổi vô á, cái background á, mấy cái kiểu như key á, đó, nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thấy không, đó, để vô rất là đẹp. Và cái con này á, mình thật sự là nhìn nó cũng rất là bất ngờ, tại vì nó rất là sát phim, nó y chang trong phim luôn. Ok, mình sẽ bóc cái miếng mấy cái bọc dưa này ra. Đó. Chốt hồi mấy cái hộp nhựa kia mình sẽ để nó lại. Đó, nó sẽ có một cái bay như thế này. Đó, và sẽ gắn theo cái chân. Đó. Đâu rồi? Đó, nếu như các bạn sợ rớt á, các bạn cứ để cái bay nè, cái bay như thế này nè. Đâu rồi, các bạn thấy không ta? Đó, thấy màu sắc cũng là khá là ok, đẹp. Mình sẽ cho các bạn coi gần hơn nhé. Đây là con Rajasthan, con ba đốc đó. Mình thấy không có cần để cái bay này cũng được, tại vì cái bay này, tại thấy mình dùng Rajasthan á, nó làm rất là dẫn. Nếu như các bạn không có cái này á, cũng không sao, nó đứng rất là dẫn. Tại vì mình cũng có một con Vegeta rồi, đứng rất dẫn, bạn không cần cái base cũng được.
có cái bay á thì bạn yên tâm hơn thôi, kiểu như bạn lắc cái bàn, kiểu như thằng bạn mình nó lắc cái bàn thấy không, nó mình lắc vậy nè nó cũng gớt nữa đó thấy không. Mà thấy tổng sắc, màu sắc của nó nhìn nó vô nhìn nó rất là đậm, nhìn nó không có kiểu phát quá, kiểu nhìn nó rất là thật. Nếu các bạn ở ngoài thật á mà các bạn có thể thấy được cái con này á, nhìn nó rất là đẹp. Tổng quát về con này thì mình cũng không biết đó làm sao nữa. Thôi nói chung là dục cái bay này ra luôn đi, không cần. Nè, nè, lắc luôn nè, nè. Đó, cũng không gớt hả. Đó, đứng rất là dẫn nha. Mà con này được mình thấy khá là cao, chút hồi mình sẽ lấy thước mình đo thử. Đó. Về tổng quát mình sẽ cho các bạn coi một cái B-roll nha. B-roll nó. Bây giờ các sư huynh đệ à, thật lòng mà nói hồi nãy là đi chơi, hồi nãy mẹ kêu đi về tại vì lúc đó đang quay là lúc đang ở nhà chị đó, thì mình phải bỏ nó vô hộp lại đó, thấy không, bỏ nó vô hộp lại như like new á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ mở cái thùng này ra lại tại vì đang quay chút chút xíu à, chưa quay chưa review chưa làm gì hết trơn á, bắt kêu đi về nên hôm nay mình sẽ Xbox cho các bạn coi. Ok, let's go. Thật sự mà nói cái con cái Xbox này đó nó bự cực kỳ, nó bự lắm. Này, các bạn có thấy thân mình đây nó không? Mình nhớ không nhầm á, con này cao. Ở trong thì mình biết nha, ở trong nó cao tới 28 cm. Nhưng mà sao ta? Giờ cái tổng quát mà box đó, nhìn nó rất là đẹp. Nó ghi nguyên cái chữ Dragon Ball này thấy không? Rajasthan. Rồi cái này mình không biết này là chuyện giống như là dòng Mega vậy á. Rồi chỗ này là Bang Crystal. Nè, chỗ này là Bang Crystal. Rồi ở lay á, nó cũng ghi là kiểu giống như dòng manga vậy á. Manga là kiểu như là 2D, 3D, 2D, 3D vậy á, mình cũng biết nữa. Nhưng mà nó không BD được rồi. Đó, thì tổng quát cái box mình rất là ưng nha. Mình là rất là thích sưu tầm mấy cái hộp này đó. Ở đây cũng có hình ba đốt, ba đốt, ba đốt đó. Ở chỗ này là cũng hãng Bandai, mình không hiểu nha, cái này là rốt cuộc là hãng Bandai hay là Rajasthan hay là Bang Crystal hay là gì đó mình cũng không rõ nữa, chứ mà mình thích con nào thì mình cứ mua con đó, không quan trọng hãng, quan trọng nó đẹp là được rồi, đẹp mà rẻ nha, mắc không mua. Nhưng mà thật sự con này giá mình mua bên Mỹ là cỡ 70, giá bên Mỹ con này khoảng 65-70 đô, có chỗ bán 60 mình cũng biết nữa, nói chung là 60 trở lên đó, 60 trở lên. Nhưng mà mình rất là hên á là mình mua Amazon là kiểu như là Tiki hoặc là Lazada của Việt Nam vậy á, mà hên á mình mua được sale, như con đó trên mạng bán có 70 mà nó sale 20 mấy% vậy á, mình không biết, nói chung là nó rẻ hơn 20 đồng, là coi như mình mua 50 đô ngang chắc cỡ 1 triệu 100 đô, ô lộc 1 triệu 100 ngàn á đó. Thì tổng quát con này mình rất là ưng, con này mình mua á, thật sự là mình nói cực kỳ thích. Hồi nãy mình mở ra, mình thật hồi qua chứ ừ hồi qua mình mở ra mình đã thấy được cái hình của con này rồi, nhưng mà mình không thể nào cho các bạn biết là cái cảm giác lần đầu tiên mình cầm cái con này đó nó ra sao. Cái con này cầm vừa nặng tay nè, vừa
phê nè. Đó, rồi mình mở ra nha. Cái background á của con này á, các bạn á bỏ vô cái box, các bạn chưng lên, đó các bạn chưng lên cái tủ á. Đẹp thì thôi. Nó không nó đẹp lắm các bạn. Nhưng mà thật sự á, con này là con mắc nhất mình phải mua. Cái con mà Goku Ultra Instinct với lại Vegito á. Đó, hai con đó là mua giá cỡ 45 đô. 45, 46 đô. Lúc mà mình mua được sale nữa còn 39 đô mà con này tới 50. Hơn là sale á các bạn, không hơn là tới 70. Mắc lắm. Không đùa. Đó, đó các bạn hay tìm kiếm không? Thật sự à, nó bự thì thôi luôn. Đó. Mà nó dán có cần kỹ nha các bạn. Cực kỳ kỹ. Mình quên nói cho các bạn. Ở đầu nắp á, nó cũng có cái dán tem của chính hãng. Rồi ba đó Brandstan, Mega. Mình mua cái dòng 2D. Mà nó thật sự á, là cái con Brandstan á, Brandstan mà con ba đó á, không á, nó thiệt á, xấu. Xấu kinh khủng luôn á, kỹ nhìn nó cứng cứng sao á. Cái boss nè, boss thật nhìn như vậy đó. Đẹp không? Đẹp. Tất nhiên đồ mình mua cái phần phải đẹp chứ sao chơi được. Nếu mà chơi mình không muốn, đúng không? Đó. Thật sự mà nói nha, nếu như mình có biết vài con, mình có biết một con Grandstand của Goku, với là cái con này á, đứng chung rất là đẹp. Và cái con mà Goku Super Saiyan 4 nhìn rất là xấu. Nhìn nó màu á, nhìn sao sao. Thế các bạn Ngọc có con đó, mình xin lỗi nha, nhưng mà mình nói rất là thẳng là con nó nhìn nó không đẹp. Dù nó mắc ngay ngửa con này nè. Đó, và nó cũng có một cái bay. Một cái bay là cái để đứng. Nhưng mà dòng rãi xăng á, làm rất là hay, nó không như mấy hãng khác. Không bao gồm nha, những hãng khác thôi. Đụng á, nè. Đó, nó lát vậy chứ nó không gấp. Như cái hãng khác á, cứ đứng không thôi, nhiều khi nó cũng đã gớt rồi. Các bạn hiểu không? Đó, và mình sẽ gắn vô cái chân này thôi. Cái chân này. Đó. Đây là lần đầu tiên mình chơi 2D manga. Đó. Rất là to. Nó không to như hãng Ichiban thôi, nhưng mà nó rất là xịn sò. Đó, các bạn sẽ hỏi tại sao là cái background của mình nhìn nó bày hay. Tại vì Mua nhà mới rồi các bạn ơi. Đó, cái con này á, nó đẹp cái á, mình rất là thích á, là mình ưng nhất á, cái từ đầu tiên nhìn nó là biết đâu không, là cái con mắt này nè các bạn có thấy á, nó tạo bóng á, đó từ từ đó, nó tạo bóng ngay cái kiến á, kiểu như là các bạn đeo kiến xong rồi có ánh sáng dò ngược lại á, làm cái chân thật. Với lại á, nó làm mình không hiểu nha, nó là cái màu sắc á cực kỳ đẹp, màu da này nọ tổng quát. Lúc này ba đốc đang cầm cái này, các bạn thấy không, nó vẽ giống như tạo phối vậy á, một khối đó. Nó cào lúc này cái băng đô của ba đốc, lúc này tháo xuống à, mày mày giỡn mặt đi, đấm mày chết, hai là xiết cổ mày chết đó. Nhưng mà các bạn nha, các bạn muốn biết tại sao mình có con này á, các bạn hãy coi cuối của video sẽ có một cái gì đó là bất ngờ. Ở ngoài xa cũng vậy, ngoài sau rất là đẹp, mình cũng thích, mình có thể thích cái áo giáp này nè. Đó, mình không biết nói sao nha, nhìn nó cực kỳ đẹp. Khi á nha các bạn á, để nghe tivi hoặc là để nghe cái đội đó mà các bạn đứng xa nha, nhìn nó y như thật, nhìn nó không giống như là kiểu có mấy con nhìn nó 2D hoặc manga, nó nhìn cực kỳ fake, nhìn là biết là dễ, nhìn nó rất là xấu. Mà con này á dễ rất là đồng đều, các bạn để ngoài đây nè, nhìn từ xa các bạn tưởng nguyên con ba đốc nó xuất hiện, nó từ trên bàn thờ đi xuống về á. Trời ơi, trời ơi, what the hell, nghe không? Mà cái này mình không có tháo được nha các bạn, cái này cái kiểm tra sức mạnh á tháo ra không được. Đó, đôi dài mình cũng rất là thích cái đôi dài á. Đó, cái đôi dài nó làm nó gầy chày xước tùm lum. Rồi lúc này đang đánh như đang đánh pizza. Đó,
nó lại nó cũng có một cái đuôi á, nó thấy không, các bạn có thể thấy được cái đuôi á, nó quấn quăng tròn lại cái du lũ đít ở lột từ cái lũ đít nó quấn ra sau lưng lại, tại vì á nếu mà để ra đồng phòng á chắc phải người ta cắt cái đuôi cái không luôn á. Mình cũng có hồi thích phần tóc trên đây nhìn nó rất là chân thật, thấy không, nó có thằng thằng thằng. Và mình thấy rất là hợp keo á, là để con Goku Ran sang với lại con ba đốc ở đây, là kiểu con ba đốc á cái tóc nó hướng bên này, con Goku cái tóc nó hướng bên này á, cái này nè, ba đốc hướng bên này, Goku hướng bên kia. Nếu các bạn ủng hộ mình á, mình sẽ mua một con Goku đó. Đó, mình phải đợi nó xa cực kỳ xa á, các bạn có thể thấy được đó, nó bự kinh khủng luôn. Và là cái gót chân của nó các bạn có thể thấy á, cực kỳ đẹp cái dưới chân nè, nó sơn màu rất là đậm. Và cái con mắt này nè, người ta làm thực sự á các bạn, mình nói á là con này mình chưa có điểm nào chơi được trừ khi các bạn có một con racing hoặc là đẹp hơn nữa. Đó, mình không biết giải thích sao nữa. Và đây mình sẽ cho các bạn coi một con Broly với lại một con nè, con Broly bữa video bữa mình mới làm ở trên này nè. Đó, các bạn qua bên coi. Sorry các bạn nha, tại vì á mấy cái đồ bên kia mình sẽ bỏ vô thùng hết, mình không thể nào cho các bạn coi so sánh nó bự kích cỡ như thế nào, nên mình chỉ có một đúng con này mình để ở ngoài thôi. Đó, các bạn có thể thấy là con này nè, hoa nào nó có một cái bay á là nó cao thêm 5 cm, rồi nó có mấy cục đá dưới nên á mới cao được tới này thôi, chứ không hoa con này lùng á. Đó, rất là cao, có đôi dài từ trên xuống dưới, mình thời là không có cái gì điểm nào chơi được. Nhìn từ xa nhìn y như thật á, các bạn thấy không? Mà mình không hiểu tại sao nha, ở Việt Nam á bán figure là cái giá thị trường kiểu nó lên xuống kiểu như là một người đó mà thích con figure kiểu đông, số lượng đông mà thích figure đó nhiều quá thì nó sẽ đun giá lên cực kỳ cao. Giống như bên này á, Judy á thì chỉ có giá 70, 60 như đó, nó thẳng tiến thôi. Trừ khi mấy con nào mà nó hiếm cực kỳ á, nó mới đun giá cao thôi, tại vì nó quá mắc. Đó, với lại sao ta, kiểu như cái con Broly nãy mình chơi các bạn coi đó, cái con đó Việt Nam bán cỡ 300 hoặc 400 hàng new á, 300-400 gì đó. Nhưng mà bên này bán á, hùng mấy con figure PVC á là nó bán bằng giá nhau, bằng hết kiểu 20, 25 hoặc 27, đó bằng giá nhau hết. PVC mà kiểu nhỏ nhỏ như vậy á, bằng nhá giao hết, nó không có chênh lệch một cái giá nào hết trơn á, trừ mấy con figure zero á. Ừ, mấy con nó mắc thì cỡ 70-80% đó. Đít nè, đít mà không hiểu sao nha, mấy con người Saiyan á đít bị lép, bị cực kỳ lép đó, các bạn có thể thấy. Ừ, bây giờ mình để Saiyan nhỏ nhỏ lắm, nhưng mà thật sự á nó cũng rất là bự. Mình thường mình không có dùng cái bay sao, mình thường để chân không vậy đó, cho nó đẹp thôi. Chắc video này mình cũng nói hơi bị nhiều nên mình sẽ cho các bạn coi cái vẻ đẹp của con này ra sao. Và các bạn hãy nhớ coi đến khúc cuối nha, coi khúc cuối, coi khúc cuối để biết chuyện xảy ra tại sao mình lại có con này. Let's go.
Hello, anh đây, có gì không? Anh à, em nghĩ mình không nên quen em nữa đâu. Tại sao muốn chia tay anh hả? Tại vì em thấy giấc ngủ của em bự hơn rất nhiều, chúng ta không hợp nhau đâu. Dù gì thức mũi anh cũng nhỏ hơn em chỉ một chút thôi mà, chỉ là 10cm thôi mà sao em lại chia tay anh vì một cục cứng bự như vậy? Anh buồn quá em ơi. Thôi em hãy tha thứ cho anh sẽ cố gắng mất mỗi ngày 10kg. Dù gì muốn cũng sẽ bự hơn em thôi. Em hãy yên tâm đi, anh sẽ cố gắng mất thức mũi nhiều hơn và cũng mỗi sẽ bự hơn. Em đừng bỏ anh mà. What the hell? Em không có quan tâm tới điều đó. Anh có hiểu không? Bây giờ em đã đi theo đại gia cướp mũi rồi. Anh ấy có thể cho em ăn cướp mũi mỗi ngày. Anh chỉ cho em lo được một bữa hoặc hai bữa thôi, đúng không? Hả? Bây giờ em đã có một cuộc sống riêng, chúng ta mình nên chia tay đi. Chúng ta không còn bên nhau được nữa đâu. Anh nhìn đi, em đẹp như thế nào mà nghĩ sao đi theo một thằng bừng hiện đại như anh hả? Em không muốn đi theo anh nữa. Thôi chúng ta mình chia tay đi, em không muốn nói gì nữa. Bye anh. Anh yêu con người của em mà hả? Tại sao em không phải cho anh một cơ hội? Anh hỏi lòng lại một lời được mình hả? Tại sao vậy? Đừng cái máy nè, đừng. Em ấy bỏ mình rồi. Giờ làm sao? Bây giờ trên đời này đâu có ai đẹp như em ấy nữa. Bộ pha KK, mày làm gì mày khóc như giống như mẹ bị chết vậy? Em chia tay với người yêu của em. Trời ơi, gái là gì? Gái là phù du, mày hiểu không? Thôi mày đừng buồn nữa. Nhưng mà tao nói với mày rồi, gái á có thể bỏ mình, nhưng mà figure sẽ không bao giờ bỏ mình, ok? Figure sẽ không bao giờ bỏ mình, chỉ có mình bỏ figure thôi. Tao nói cho mày nghiện ra nè, gái có thể bỏ mình, figure chỉ không bao giờ bỏ mình, chỉ có mình bỏ figure mà thôi. Đó là chân lý sống của dân chơi figure. Nên tao sẽ tặng mày con figure ba đốc. Nhìn chả nước miếng không? Tao nói rồi, chỉ có gái bỏ mình, chứ mình không bao giờ bỏ figure. Gái có thể bỏ mình, figure sẽ không bao giờ bỏ mình, chỉ mình có thể bỏ figure thôi. Với lại nói cho anh em nghe nha, đừng có bán figure của mình một khi mình đã mua. Stan bro, anh nói rất là đúng. Gái có thể bỏ mình, nhưng mà figure sẽ không bao giờ bỏ mình, chỉ có mình bỏ figure thôi. Giống như câu tục ngữ cha mẹ mình hay nói, con có thể bỏ mình, chứ mình không phải là bỏ con cái. Chỉ có con bỏ ba mẹ, chứ ba mẹ không bao giờ bỏ con. Đó, chân lý là vậy, figure cũng như vậy. Gái có thể cắm mình lên sừng, chục cây sừng, nhưng mà figure sẽ làm mình có thỏa mãn đam mê của mình. Các bạn hiểu không? Nên hãy thương yêu figure của mình lên nào. Ok, video này cũng đã dài. Cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Các bạn coi video này tới khúc này á, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn cả vừa qua đã theo dõi mình, đăng ký cho mình. Và mình đã được 45 triệu lọt 45 subscribe, chứ không phải 45 triệu nha. 45 lượt subscribe. Và kênh của mình gần tới 2.000 người xem rồi. Nhưng mà lần này á là có thể là mình inspire con figure cuối cùng của mình, tại vì
các bạn có biết mà, mỗi tuần mỗi ra video tiền nó mua figure, mà nói thiệt luôn á, một tháng hoặc là 3-4 tháng có thể mình nói là mình sẽ tạm dừng không mua figure một thời gian cỡ 1 năm hoặc là 2021, tại vì các bạn biết á, bên Mỹ này rất là nhiều dịch bệnh nên mình không có mua nữa, tại vì phải tiết kiệm, tại vì nhiều khi một ngày nào đó Mỹ á nó không cho đi làm nữa, tiền đâu mà sinh sống mỗi ngày, nên á mình sẽ tiết kiệm một thời gian và mình sẽ lợi hại hơn xưa. Đó là các bạn muốn mình làm một cái chủ đề, một cái video nào đó, các bạn cứ nói đi, mình sẽ làm. Thế vừa chế tạo cái base nè, custom nè, và vlog nè, là vlog á, vlog và vlog á, hoặc là các bạn muốn mình làm chủ đề gì, ăn tắm trong hồ bơi 24 giờ, chỉ cách ăn cơm nè, rồi ngủ trong tủ lạnh, rồi chỉ cách uống nước, rồi chỉ cách ăn nấu mì gói, rồi làm phim, rồi Q&A, question and answer đó các bạn, chứ recommend cho mình đi, mình sẽ làm hết. Nếu các bạn cứ vô comment mày muốn làm gì làm đó. Ok, cảm ơn các bạn đã coi hết video này và cảm ơn các bạn, tạm biệt, bye bye, chào, hẹn các bạn 2 tuần sau hoặc 1 tuần sau, bye bye.